Hello các bác nhé, em giới thiệu tiếp một chiếc máy pha cà phê của hãng Georgie Juicy. Đây này, chiếc này hình thức thì không được đẹp cho lắm. Đây, chỗ này là cái phần mâm nóng nhé, cái mâm nhiệt của nó này, thì nó bị lâu ngày nó bong cái sơn ở đây ra. Đấy, chứ còn nếu mà không bình thường là cái mặt nó là mặt màu đen. Đó. Còn đây là cái chỗ để mình đổ cà phê vào này. Cà phê các bác đổ vào đây nhé. Cái này các bác nhấc đi rửa được này. Cả cái này cũng nhấc được hết ra nhé. Đây này, nhấc nó lên thôi, rồi rút nó xuống, nó sẽ có hai cái chốt ở đây. Đó, lắp vào thì mình lắp cái chốt bên trên trước. Đây, đặt nó vào thôi. Tất cả máy pha cà phê là phải dùng giấy lọc các bác nhé. Đây là giấy lọc của máy pha cà phê. Những cái loại này thì ví dụ như mà các bác muốn uống đặc ấy, thì ở đây nó có một cái, khi mình đút cái cốc này vào này thì cà phê mới chảy được xuống dưới nhé. Còn khi mình nhấc ra thì cà phê nó không chảy được, nước nó không chảy được. Thì các bác muốn uống đặc thì các bác ngâm trong đây một lúc thì các bác đút cái cốc này vào sau. Chiếc máy này thì gọi là chiếc cái dòng bán tự động, tại vì nó có thêm một cái cối xay đằng sau. Đây là cái cối xay đó. Nhưng mà cái này xay xong thì mình phải bê cái này, mình đổ cà phê vào trong đây. Đó, mình mở mình đổ vào đây. Thế còn nếu mà cái dòng tự động thì nó sẽ xay xong tự nó sẽ gạt sang chỗ pha. Nên cái này gọi là bán tự động thôi. Đây là hộp đựng nước. Đây là hộp đựng nước này. Nhấc nước lên được nhé. Nó có cái vạch nước ở đây luôn. Đó, ví dụ như mà pha 2, 3, 4, 5 người uống gì đấy. Còn để sử dụng cái máy này nhé, các bác lưu ý là cắm điện 100V. Đây là công tắc bật nguồn khi mình pha, tắt đi này. Và khi mình muốn xay thì mình phải tắt công tắc này đi thì mình mới xay được, ấn giữ này. Đó, máy xay rất là êm nhá. Rất là êm. Còn muốn pha là bật này lên là pha. Khi mà bật công tắc này thì không xay được. Thế thôi, rất đơn giản thôi. Đây, nước thì đổ vào đây. Đó, nước đổ vào đây. Vấn đề về cái nhựa này thì nó xước sát thì không thể tránh được. Đấy, chiếc này thì nó xấu một chút là bị ở chỗ này, nó bong cái sơn này ra, sợ nó nóng. Tại vì chỗ này nó là cái mâm nhiệt mà, nó nóng thì nó sẽ bị nổ cái sơn ở đấy. Bình thường trước cái loại máy này này, nó mà đẹp ấy, thì giá nó khoảng tầm độ 1,3-1,4 triệu. Đấy, chiếc này thì hơi xấu một chút, nên là em thanh lý 700k. Máy thì zin hết coi nhé. Đây này, mình đút vào thì nước nó chảy xuống dưới nhé. Còn mình nhấc ra như thế này là nước nó không chảy được. À, nó còn đọng lại mấy giọt thì nó rõ giọt nốt thôi. Thì nó giống như kiểu là cái van một chiều ấy, nước chỉ chảy xuống thôi. Này, đút vào nước chảy xuống này. Đó. Khi mình nhấc ra thì nó sẽ còn một ít lượng nước nó đang đọng ở đấy, nó chảy nốt xuống nhé. Để em hứng nốt mấy giọt đã. Đấy, nó có mấy giọt nó chảy nốt rồi thôi. Đây là nước này. Đây. Cái này nó giống như kiểu là cái khi mà cái cốc mình đun vào đây này, đậy lên thì nó sẽ hở. Còn không mà khi mà nó cái lò xo này nó ấn xuống như thế này này thì là nó sẽ kín lại. Đó, đây, em kéo căng cái lò xo ra một tí nữa cho nó ấn cho nó khỏe nhé. Đâu cái núm đây rồi. À đây, có mỗi vậy thôi. Đây nha, nó chỉ có vậy thôi nha, một cái gioăng này. Ấn nó vào đây, ấn cái gioăng ở bên trong. Đó. Bác nào mà muốn uống đặc thì có bác cứ để cho nó pha, nó đọng nước ở đây đi, rồi các bác đút cái cốc này vào sau. Khi nào mình đút vào thì cà phê nó mới chảy được. Đó. Đun nước rất là nhanh các bác nhé. Rồi, ok các bác nhé.